Kinh Tương Ưng Bộ, tập 5, đại phẩm, chương 1, Tương Ưng Đạo, Một La Mã, phẩm vô minh. Mục 1, vô minh. 1. Như vậy tôi nghe, một thời Thế Tôn trú ở Savatthi tại Thắng Lâm, trong vườn ông Anathapindika cấp cô độc. 2. Lúc bấy giờ Thế Tôn gọi các tỷ kheo: Này các tỷ kheo, thưa vâng bạch Thế Tôn. Các tỷ kheo ấy vâng đáp Thế Tôn. Thế Tôn nói như sau: 3. Khi nào vô minh dẫn đầu, này các tỷ kheo, đưa đến sự thành tựu các pháp bất thiện, thời vô tàm vô quý nối tiếp theo. Với kẻ bị vô minh chi phối, vô trí, này các tỷ kheo, tà kiến sanh. Đối với kẻ có tà kiến, tà tư duy sanh. Đối với kẻ có tà tư duy, tà ngữ sanh. Đối với kẻ có tà ngữ, tà nghiệp sanh. Đối với kẻ có tà nghiệp, tà mạng sanh. Đối với kẻ có tà mạng, tà tinh tấn sanh. Đối với kẻ có tà tinh tấn, tà niệm sanh. Đối với kẻ có tà niệm, tà định sanh. 4. Khi nào minh dẫn đầu, này các tỷ kheo, đưa đến sự thành tựu các thiện pháp, thời tàm và quý nối tiếp theo. Với kẻ được minh chi phối, có trí, này các tỷ kheo, chánh kiến sanh. Đối với vị chánh kiến, chánh tư duy sanh. Đối với vị chánh tư duy, chánh ngữ sanh. Đối với vị chánh ngữ, chánh nghiệp sanh. Đối với vị chánh nghiệp, chánh mạng sanh. Đối với vị chánh mạng, chánh tinh tấn sanh. Đối với vị chánh tinh tấn, chánh niệm sanh. Đối với vị chánh niệm, chánh định sanh. Mục 2, mục nữa. 1. Một thời Thế Tôn trú giữa các dân chúng Sakka tại thị trấn của dân chúng Sakka tên là Sakkara. 2. Rồi Tôn giả Ananda đi đến Thế Tôn. Sau khi đến, đảnh lễ Thế Tôn rồi ngồi xuống một bên. Ngồi xuống một bên, Tôn giả Ananda bạch Thế Tôn: Một nửa phạm hạnh này, bạch Thế Tôn, là thiện bạn hữu, thiện bạn đảng, thiện thân tình. 3. Chớ có nói vậy, này Ananda, chớ có nói vậy, này Ananda. Toàn bộ phạm hạnh này, này Ananda, là thiện bạn hữu, thiện bạn đảng, thiện thân tình. Với tỷ kheo, thiện bạn hữu, thiện bạn đảng, thiện thân tình. Này Ananda, thời được chờ đợi thánh đạo tám ngành được tu tập, thánh đạo tám ngành được làm cho viên mãn. 4. Và này Ananda, thế nào là tỷ kheo thiện bạn hữu, thiện bạn đảng, thiện thân tình, tu tập và làm cho viên mãn thánh đạo tám ngành? Ở đây, này Ananda, tỷ kheo tu tập chánh tri kiến, liên hệ đến viễn ly, liên hệ đến ly tham, liên hệ đến đoạn diệt, hướng đến từ bỏ. Tỷ kheo tu tập chánh tư duy, tu tập chánh ngữ, tu tập chánh nghiệp, tu tập chánh mạng, tu tập chánh tinh tấn, tu tập chánh niệm, tu tập chánh định, liên hệ đến viễn ly, liên hệ đến ly tham, liên hệ đến đoạn diệt, hướng đến từ bỏ. Như vậy, này Ananda, là tỷ kheo thiện bạn hữu, thiện bạn đảng, thiện thân tình, tu tập thánh đạo tám ngành, làm cho sung mãn thánh đạo tám ngành. 5. Này Ananda, chính với pháp môn này, các ông cần phải hiểu thế nào toàn bộ phạm hạnh này là thiện bạn hữu, thiện bạn đảng, thiện thân tình. Do ta lấy thiện làm bạn hữu, này Ananda, nên các chúng sanh bị sanh được giải thoát khỏi sanh. Các chúng sanh bị già được giải thoát khỏi già. Các chúng sanh bị chết được giải thoát khỏi chết. Các chúng sanh bị sầu, bi, khổ, ưu, não được giải thoát khỏi sầu, bi, khổ, ưu, não. Chính với pháp môn này, này Ananda, các ông cần phải hiểu thế nào toàn bộ phạm hạnh này là thiện bạn hữu, thiện bạn đảng, thiện thân tình. Mục 3, Sariputta. 1. Nhân duyên ở Savatthi. 2. Rồi Tôn giả Sariputta đi đến Thế Tôn. Sau khi đến, đảnh lễ Thế Tôn rồi ngồi xuống một bên.
ngồi xuống một bên. Tôn giả Sariputta bạch Thế Tôn: toàn bộ phạm hạnh này, bạch Thế Tôn, chính là thiện bạn hữu, thiện bạn đảng, thiện thân tình này. 3. Lành thay, này Sariputta, lành thay, này Sariputta, chính toàn bộ phạm hạnh này là thiện bạn hữu, thiện bạn đảng, thiện thân tình này. Này Sariputta, giới tỷ kheo thiện bạn hữu, thiện bạn đảng, thiện thân tình được chờ đợi rằng thánh đạo tám ngành sẽ được tu tập, sẽ được làm cho viên mãn. Từ 4 đến 5 như đoạn số 4, số 5 của kinh trên chỉ khác đây là tôn giả Sariputta chứ không phải tôn giả Ananda. Mục 4, Bà La Môn. 1. Nhân duyên ở Savatthi. 2. Tôn giả Ananda vào buổi sáng đắp y, cầm y bát đi vào Savatthi để khất thực. 3. Rồi tôn giả Ananda thấy Bà La Môn Janusuni đi xe ra khỏi Savatthi, cỗ xe toàn ngựa trắng kéo. Trắng là những con ngựa kéo xe, trắng là những đồ trang sức, trắng là cỗ xe, trắng là những bộ phận tùy thuộc, trắng là những sợi dây cương, trắng là cây gậy thúc ngựa, trắng là cái lọng, trắng là cái khăn đội, trắng là những quần áo, trắng là giày mang, và được quạt với cái quạt trắng. Quần chúng thấy vậy liền nói: thật là cỗ xe thù thắng, thật là cỗ xe thù thắng về dung sắc. 4. Rồi tôn giả Ananda đi khất thực ở Savatthi xong, sau bữa ăn, trên con đường đi khất thực trở về, đi đến Thế Tôn. Sau khi đến, đảnh lễ Thế Tôn, rồi ngồi xuống một bên. Ngồi một bên, tôn giả Ananda bạch Thế Tôn: ở đây, bạch Thế Tôn, vào buổi sáng, con đắp y, cầm y bát và đi vào Savatthi để khất thực. Bạch Thế Tôn, con thấy Bà La Môn Janusuni đi xe ra khỏi Savatthi, cỗ xe toàn ngựa trắng kéo. Trắng là những con ngựa kéo xe, thật là cỗ xe thù thắng về dung sắc. Bạch Thế Tôn, Thế Tôn có thể nói lên cỗ xe thù thắng trong pháp và luật này? Thế Tôn nói: có thể được, này Ananda. Thánh đạo tám ngành này, này Ananda, là đồng nghĩa với cỗ xe thù thắng, cỗ xe pháp này. Vô thượng là sự chinh phục trong chiến trận. 5. Chánh tri kiến. Này Ananda, được tu tập, được làm cho viên mãn, cuối cùng đưa đến nhiếp phục tham, nhiếp phục sân, nhiếp phục si. Chánh tư duy. Này Ananda, cuối cùng đưa đến nhiếp phục tham, nhiếp phục sân, nhiếp phục si. Chánh ngữ, chánh nghiệp, chánh mạng, chánh tinh tấn, chánh niệm, chánh định. Này Ananda, được tu tập, được làm cho viên mãn, cuối cùng đưa đến nhiếp phục tham, nhiếp phục sân, nhiếp phục si. Này Ananda, chính giới pháp môn này, các ông cần phải hiểu như thế này: cỗ xe thù thắng, cỗ xe pháp, vô thượng là sự chinh phục trong chiến trận, là đồng nghĩa với thánh đạo tám ngành này. Thế Tôn thuyết giảng như vậy, bậc thiện thệ nói như vậy xong, bậc đạo sư lại nói thêm: ai được tính trí tuệ thường xuyên liên kết lại, lấy hổ thẹn làm cán, lấy ý làm ách xe, niệm là người đánh xe, biết hộ trì phòng hộ, cỗ xe lấy giới luật làm vật dụng cho xe, hiền là trục bánh xe, tinh tấn là bánh xe, xả là định thường hằng, vô dục là nệm xe, vô sân và vô hại, diễn ly là binh khí, nhẫn nhục là áo giáp, an ổn khỏi khổ ách, làm mục đích đạt đến, cỗ xe được chuyển vận, pháp này tự ngã làm, trở thành thuộc tự ngã, là cỗ xe thù thắng, vô thượng không sánh bằng. Ngồi trên cỗ xe ấy, bậc trí thoát ly đời, chắc chắn không sai chạy, họ đạt được chiến thắng. Mục 5, với mục đích gì? 1.
nhân duyên ở Savatthi. 2. Rồi rất nhiều tỷ kheo đi đến Thế Tôn, sau khi đến đảnh lễ Thế Tôn rồi ngồi xuống một bên. 3. Ngồi xuống một bên, các tỷ kheo ấy bạch Thế Tôn: Ở đây, bạch Thế Tôn, các du sĩ ngoại đạo đến hỏi chúng con: Này chư hiền, vì mục đích gì phạm hạnh được sống dưới sa môn Gotama? Được hỏi vậy, bạch Thế Tôn, chúng con trả lời các du sĩ ngoại đạo ấy như sau: Này chư hiền, với mục đích liễu tri đau khổ, phạm hạnh được sống dưới sa môn Gotama. Được hỏi như vậy và trả lời như vậy, bạch Thế Tôn, có phải chúng con trả lời đúng với lời nói Thế Tôn? Chúng con không xuyên tạc Thế Tôn với điều không thật. Chúng con trả lời đúng pháp và thuận pháp. Và những ai là vị đồng pháp, nói lời đúng pháp và thuận pháp, không có cơ hội để chỉ trích. 4. Này các tỷ kheo, các ông được hỏi như vậy và trả lời như vậy là các ông trả lời đúng với lời của ta. Các ông không xuyên tạc ta với điều không thật. Các ông trả lời đúng pháp và thuận pháp. Và những ai là vị đồng pháp, nói lời đúng pháp và thuận pháp, không có cơ hội để chỉ trích. Này các tỷ kheo, do mục đích liễu tri đau khổ mà phạm hạnh được sống dưới ta. Này các tỷ kheo, nếu các du sĩ ngoại đạo hỏi các ông: Này hiền giả, có con đường nào, có đạo lộ nào đưa đến liễu tri đau khổ này? Được hỏi vậy, thời các ông hãy trả lời cho các du sĩ ngoại đạo ấy như sau: Này chư hiền, có con đường, có đạo lộ đưa đến liễu tri đau khổ này. 5. Này các tỷ kheo, thế nào là con đường, thế nào là đạo lộ đưa đến liễu tri đau khổ? Đây là con đường thánh đạo tám ngành, tức là chánh tri kiến, chánh tư duy, chánh ngữ, chánh nghiệp, chánh mạng, chánh tinh tấn, chánh niệm, chánh định. Này các tỷ kheo, đây là con đường, đây là đạo lộ đưa đến liễu tri sự đau khổ này. 6. Được hỏi vậy, này các tỷ kheo, các ông cần phải trả lời cho các du sĩ ngoại đạo ấy như vậy. 6. Một tỷ kheo khác. 1. Nhân duyên ở Savatthi. 2. Rồi một tỷ kheo khác đi đến Thế Tôn. 3. Ngồi một bên, tỷ kheo ấy bạch Thế Tôn: Phạm hạnh, phạm hạnh, bạch Thế Tôn, được nói đến như vậy. Bạch Thế Tôn, thế nào là phạm hạnh, thế nào là cứu cánh phạm hạnh? Này tỷ kheo, con đường thánh đạo tám ngành này là phạm hạnh, tức là chánh tri kiến, chánh định. Này tỷ kheo, đoạn tận tham, đoạn tận sân, đoạn tận si, đây là cứu cánh phạm hạnh. 7. Một tỷ kheo khác. 1. Nhân duyên ở Savatthi. 2. Rồi một tỷ kheo đi đến Thế Tôn, sau khi đến. 3. Ngồi một bên, tỷ kheo ấy bạch Thế Tôn: Nhiếp phục tham, nhiếp phục sân, nhiếp phục si, bạch Thế Tôn, được gọi là như vậy. Đồng nghĩa với gì, bạch Thế Tôn, là nhiếp phục tham, nhiếp phục sân, nhiếp phục si? Đồng nghĩa với niết bàn giới là nhiếp phục tham, nhiếp phục sân, nhiếp phục si, cũng được gọi là đoạn tận các lậu hoặc. 4. Khi được nói vậy, tỷ kheo ấy bạch Thế Tôn: Bất tử, bất tử, bạch Thế Tôn, được gọi là như vậy. Thế nào là bất tử, bạch Thế Tôn? Thế nào là con đường đưa đến bất tử? Đoạn tận tham, đoạn tận sân, đoạn tận si, này tỷ kheo, được gọi là bất tử. Con đường thánh đạo tám ngành này là con đường đưa đến bất tử, tức là chánh tri kiến, chánh định. 8. Phân tích. 1. Nhân duyên ở Savatthi. 2. Này các tỷ kheo, ta sẽ giảng và phân tích thánh đạo tám ngành này, hãy lắng nghe và khéo tắc ý. Ta sẽ giảng: Thưa vâng, bạch Thế Tôn. Các tỷ kheo ấy dâng đáp Thế Tôn: Thế Tôn nói như sau. 3. Này các tỷ kheo, thế nào là con đường thánh đạo tám ngành, tức là chánh tri kiến, chánh định? 4. Và này các tỷ kheo, thế nào là chánh tri kiến?
Này các tỷ kheo, chính là trí về khổ, trí về khổ tập, trí về khổ diệt, trí về con đường đưa đến khổ diệt. Này các tỷ kheo, đây gọi là chánh tri kiến. 5. Và này các tỷ kheo, thế nào là chánh tư duy? Này các tỷ kheo, chính là xuất ly tư duy, vô sân tư duy, vô hại tư duy. Này các tỷ kheo, đây gọi là chánh tư duy. 6. Và này các tỷ kheo, thế nào là chánh ngữ? Này các tỷ kheo, chính là từ bỏ nói láo, từ bỏ nói hai lưỡi, từ bỏ nói lời độc ác, từ bỏ nói lời phù phiếm. Này các tỷ kheo, đây gọi là chánh ngữ. 7. Và này các tỷ kheo, thế nào là chánh nghiệp? Này các tỷ kheo, chính là từ bỏ sát sanh, từ bỏ lấy của không cho, từ bỏ phi phạm hạnh. Này các tỷ kheo, đây gọi là chánh nghiệp. 8. Và này các tỷ kheo, thế nào là chánh mạng? Ở đây, này các tỷ kheo, vị thánh đệ tử đoạn trừ tà mạng, nuôi sống với chánh mạng. Này các tỷ kheo, đây gọi là chánh mạng. 9. Và này các tỷ kheo, thế nào là chánh tinh tấn? Ở đây, này các tỷ kheo, với mục đích khiến cho các ác bất thiện pháp từ trước chưa sanh, không cho sanh khởi, khởi lên ý muốn, cố gắng, tinh tấn, sách tấn, trì tâm, với mục đích khiến cho các ác bất thiện pháp đã sanh được diệt trừ. Khởi lên ý muốn, cố gắng, tinh tấn, sách tấn, trì tâm, với mục đích khiến cho các thiện pháp từ trước chưa sanh nay được sanh khởi. Khởi lên ý muốn, cố gắng, tinh tấn, sách tấn, trì tâm, với mục đích khiến cho các thiện pháp đã được sanh có thể duy trì, không có lu mờ, được tăng trưởng, được quảng đại, được tu tập, được viên mãn. Khởi lên ý muốn, cố gắng, tinh tấn, sách tấn, trì tâm. Này các tỷ kheo, đây gọi là chánh tinh tấn. 10. Và này các tỷ kheo, thế nào là chánh niệm? Ở đây, này các tỷ kheo sống quán thân trên thân, nhiệt thân, tỉnh giác, chánh niệm, với mục đích điều phục tham ưu ở đời. Tỷ kheo sống quán thọ trên các thọ, nhiệt tâm, tỉnh giác, chánh niệm, với mục đích điều phục tham ưu ở đời. Tỷ kheo sống quán tâm trên tâm, nhiệt tâm, tỉnh giác, chánh niệm, với mục đích điều phục tham ưu ở đời. Tỷ kheo sống quán pháp trên các pháp, nhiệt tâm, tỉnh giác, chánh niệm, với mục đích điều phục tham ưu ở đời. Này các tỷ kheo, đây gọi là chánh niệm. 11. Và này các tỷ kheo, thế nào là chánh định? Ở đây, này các tỷ kheo ly dục, ly pháp bất thiện, chứng và trú thiền thứ nhất. Một trạng thái hỷ lạc do ly dục sanh, có tầm, có tứ, làm cho tịnh chỉ tầm và tứ. Chứng và trú thiền thứ hai. Một trạng thái hỷ lạc do định sanh, không tầm, không tứ, nội tỉnh, nhất tâm. Vì ấy ly hỷ trú xả, chánh niệm, tỉnh giác, thân cảm sự lạc thọ, mà các bậc thánh gọi là xả niệm lạc trú, chứng và trú thiền thứ ba. Xả lạc, xả khổ, diệt hỷ ưu đã cảm thọ trước. Chứng và trú thiền thứ tư, không khổ không lạc, xả niệm thanh tịnh. Này các tỷ kheo, đây gọi là chánh định. Mục chính, Sukha, râu lúa mì. 1. Tại Savatthi. 2. Này các tỷ kheo, ví như sợi râu của lúa mì hay sợi râu của lúa mạch đặt hướng sai lạc, khi bị tay hay chân đè vào, có thể đâm thủng tay hay chân, hay có thể làm đổ máu. Sự tình này không xảy ra. Vì sao? Này các tỷ kheo, vì sợi râu bị đặt hướng sai lạc. Cũng vậy, này các tỷ kheo kiến bị đặt hướng sai lạc, con đường tu tập bị đặt hướng sai lạc, có thể đâm thủng vô minh, làm minh sanh khởi, có thể đạt niết bàn. Sự tình này không xảy ra. Vì sao? Vì, này các tỷ kheo,
diệt kiến bị đặt hướng sai lạc. 3. Này các tỷ kheo, ví như sợi râu của lúa mì hay sợi râu của lúa mạch được đặt hướng chân chánh, khi bị tay hay chân đè vào, có thể đâm thủng tay hay chân, hay có thể làm đổ máu. Sự tình này có xảy ra. Vì sao? Này các tỷ kheo, vì sợi râu được đặt hướng chân chánh. Cũng vậy, này các tỷ kheo kiến được đặt hướng chân chánh, con đường tu tập được đặt hướng chân chánh, có thể đâm thủng vô minh, làm minh sanh khởi, có thể chứng đạt niết bàn. Sự tình này có xảy ra. Vì sao? Này các tỷ kheo, diệt kiến được đặt hướng chân chánh. 4. Và này các tỷ kheo, thế nào là tỷ kheo có kiến được đặt hướng chân chánh, con đường tu tập được đặt hướng chân chánh, đâm thủng vô minh, làm minh sanh khởi, chứng đạt niết bàn? Ở đây, này các tỷ kheo tu tập chánh tri kiến liên hệ đến diễn ly, liên hệ đến ly tham, liên hệ đến đoạn diệt, hướng đến từ bỏ, tu tập chánh định, liên hệ đến diễn ly, liên hệ đến ly tham, liên hệ đến đoạn diệt, hướng đến từ bỏ. Cũng vậy, này các tỷ kheo ấy do kiến được đặt hướng chân chánh, do con đường tu tập được đặt hướng chân chánh, nên đâm thủng vô minh, minh được sanh khởi, chứng được niết bàn. Mục 10. Nandiya. 1. Tại Savatthi. 2. Rồi du sĩ Nandiya đi đến Thế Tôn. Sau khi đến, nói lên những lời chào đón hỏi thăm với Thế Tôn. Sau khi nói lên những lời chào đón hỏi thăm thân hữu, liền ngồi xuống một bên. 3. Ngồi một bên, du sĩ Nandiya bạch Thế Tôn: Thưa Tôn giả Gotama, có bao nhiêu pháp được tu tập, được làm cho viên mãn, đưa đến niết bàn, hướng đến đích niết bàn, đưa đến cứu cánh niết bàn? 4. Có 8 pháp này, này Nandiya, đưa đến niết bàn, hướng đến đích niết bàn, đưa đến cứu cánh niết bàn, tức là chánh tri kiến, chánh định. Có 8 pháp này, này Nandiya, được tu tập, được làm cho viên mãn, đưa đến niết bàn, hướng đến đích niết bàn, đưa đến cứu cánh niết bàn. 5. Khi được nói vậy, du sĩ Nandiya bạch Thế Tôn: Thật vi diệu thay, thưa Tôn giả Gotama, thật vi diệu thay, thưa Tôn giả Gotama, như người dựng đứng lại những gì bị quăng ngã xuống, từ nay cho đến mạng chung, con xin trọn đời quy ngưỡng. Hai La Mã, Phẩm Trú. Mục 11. Trú. 1. Nhân duyên ở Savatthi. 2. Này các tỷ kheo, ta muốn sống thiền định trong nửa tháng, không có ai đến yết kiến ta, trừ độc nhất người mang đồ ăn khất thực. Thưa dân bạch Thế Tôn, các tỷ kheo ấy dâng đáp Thế Tôn: Như vậy, không một ai đến yết kiến Thế Tôn, trừ một người mang đồ ăn khất thực lại. 3. Rồi Thế Tôn sau nửa tháng từ chỗ thiền tịnh đứng dậy và gọi các tỷ kheo: Với sự an trú, ta đã trú khi ta mới chứng chánh đẳng chánh giác, nhưng ta chỉ trú một phần thôi. 4. Như vậy, ta rõ biết những gì được cảm thọ do duyên tà kiến, những gì được cảm thọ do duyên chánh kiến, những gì được cảm thọ do duyên tà định, những gì được cảm thọ do duyên chánh định, những gì được cảm thọ do duyên ước muốn chanh đa, những gì được cảm thọ do duyên tầm vitaka, những gì được cảm thọ do duyên tưởng sanna. 5. Khi ước muốn không tịnh chỉ, thời tầm không tịnh chỉ, tưởng không tịnh chỉ, do duyên như vậy có được những cảm thọ. Và khi ước muốn được tịnh chỉ nhưng tầm chưa được tịnh chỉ, tưởng chưa được tịnh chỉ, do duyên như vậy có được những cảm thọ. Và khi ước muốn được tịnh chỉ, tâm được tịnh chỉ nhưng tưởng chưa được tịnh chỉ, do duyên như vậy có được những cảm thọ. Và khi ước muốn được tịnh chỉ, tâm được tịnh chỉ, tưởng được tịnh chỉ, do duyên như vậy có được những cảm thọ. 6. Đối với người chưa chứng đạt, cần phải tinh tấn
để được chứng đạt. Trong trường hợp đã được chứng đạt, do duyên như vậy có được những cảm thọ. Mục 12. Trú 1 và 2 ở Savatthi. Này các tỷ kheo, ta muốn sống hiền tịnh trong 3 tháng. 3. Sau 3 tháng, Thế Tôn từ thiền tịnh đứng dậy gọi các tỷ kheo: với sự an trú, ta đã trú khi ta mới chứng chánh đẳng chánh giác, nhưng ta chỉ trú một phần thôi. 4. Như vậy, ta rõ biết Bajanami, những gì được cảm thọ do duyên tà kiến, những gì được cảm thọ do duyên tà kiến được tịnh chỉ, những gì được cảm thọ do duyên chánh kiến, những gì được cảm thọ do duyên chánh kiến được tịnh chỉ, những gì được cảm thọ do duyên tà định, những gì được cảm thọ do duyên tà định được tịnh chỉ, những gì được cảm thọ do duyên chánh định, những gì được cảm thọ do duyên chánh định được tịnh chỉ, những gì được cảm thọ do duyên ước muốn chanh đa, những gì được cảm thọ do duyên ước muốn được tịnh chỉ, những gì được cảm thọ do duyên tầm, những gì được cảm thọ do duyên tầm được tịnh chỉ, những gì được cảm thọ do duyên tưởng, những gì được cảm thọ do duyên tưởng được tịnh chỉ. 5. Khi ước muốn không tịnh chỉ, tâm không tịnh chỉ, tưởng không tịnh chỉ, do duyên như vậy có được những cảm thọ. Và khi ước muốn được tịnh chỉ, nhưng tâm chưa được tịnh chỉ, tưởng chưa được tịnh chỉ, do duyên như vậy có được những cảm thọ. Và khi ước muốn được tịnh chỉ, tâm được tịnh chỉ, nhưng tưởng chưa được tịnh chỉ, do duyên như vậy có được những cảm thọ. Và khi ước muốn được tịnh chỉ, tâm được tịnh chỉ, tưởng được tịnh chỉ, do duyên như vậy có được những cảm thọ. 6. Đối với người chưa chứng đạt, cần phải tinh tấn để chứng đạt. Trong trường hợp đã được chứng đạt, do duyên như vậy có được những cảm thọ. Mục 13. Hữu học. 1. Ở Savatthi. 2. Rồi một tỷ kheo đi đến Thế Tôn. 3. Ngồi một bên, tỷ kheo ấy bạch Thế Tôn: hữu học, hữu học, bạch Thế Tôn, được gọi là như vậy. Cho đến như thế nào, bạch Thế Tôn là bậc hữu học. 4. Ở đây, này tỷ kheo đầy đủ chánh kiến của bậc hữu học, đầy đủ chánh định của bậc hữu học, cho đến như vậy, tỷ kheo ấy được gọi là bậc hữu học. Mục 14. Sanh khởi. 1. Ở Savatthi. 2. Có 8 pháp này được tu tập, được làm cho viên mãn, chưa được sanh khởi. Có thể sanh khởi, nhưng chỉ khi nào Như Lai, bậc A-la-hán, chánh đẳng giác xuất hiện. 3. Thế nào là 8? Tức là chánh tri kiến, chánh định. 8 pháp này, này các tỷ kheo, được tu tập, được làm cho viên mãn, chưa được sanh khởi, có thể sanh khởi, nhưng chỉ khi nào Như Lai, bậc A-la-hán, chánh đẳng giác xuất hiện. Mục 15. Sanh khởi. 1. Ở Savatthi. 2. Có 8 pháp này, này các tỷ kheo, được tu tập, được làm cho viên mãn, nếu chưa sanh khởi, có thể sanh khởi, nhưng chỉ trong giới luật của bậc thiện thệ. 3. Thế nào là 8? Tức là chánh tri kiến, chánh định. Có 8 pháp này, này các tỷ kheo, được tu tập, được làm cho viên mãn, nếu chưa được sanh khởi, có thể sanh khởi, nhưng chỉ trong giới luật của bậc thiện thệ. Mục 16. Thanh tịnh. 1 và 2 tại Savatthi. Thế Tôn nói như sau. 3. Có 8 pháp này, này các tỷ kheo, thanh tịnh, trong sáng, không cấu uế, ly các phiền não, nếu chưa sanh khởi, có thể sanh khởi, nhưng chỉ khi nào Như Lai, bậc A-la-hán, chánh đẳng giác xuất hiện. 4. Thế nào là 8? Tức là chánh tri kiến, chánh định. Có 8 pháp này, này các tỷ kheo, thanh tịnh, trong sáng, không có cấu uế, ly các phiền não,
nếu chưa sanh khởi, có thể sanh khởi. Nhưng chỉ khi nào Như Lai, bậc A-la-hán, chánh đẳng giác xuất hiện. Mục 17. Thanh tịnh 1 và 2. Tại Savatthi, Thế Tôn nói như sau. 3. Có 8 pháp này, này các tỷ kheo, thanh tịnh, trong sáng, có thể sanh khởi, nhưng chỉ trong giới luật của bậc thiện thệ. 4. Thế nào là 8? Tức là chánh tri kiến, chánh định. Có 8 pháp này, này các tỷ kheo, thanh tịnh, trong sáng, không có cấu uế, ly các phiền não, nếu chưa sanh khởi, có thể sanh khởi, nhưng chỉ trong giới luật của bậc thiện thệ. Mục 18. Dường gà. 1. Như vậy tôi nghe, một thời tôn giả Ananda, tôn giả Vahada trú tại vườn gà tại Pataliputta. 2. Rồi tôn giả Vahada vào buổi chiều từ thiền tịnh đứng dậy, đi đến tôn giả Ananda. Sau khi đến, nói lên với tôn giả Ananda những lời chào đón hỏi thăm. Sau khi nói lên những lời chào đón hỏi thăm thân hữu, liền ngồi xuống một bên. 3. Ngồi một bên, tôn giả Pada nói với tôn giả Ananda: phi phạm hạnh, này hiền giả Ananda, được nói đến như vậy, thế nào, thưa hiền giả, là phi phạm hạnh? Lành thay, hiền giả Pada. Hiền thiện thay, này hiền giả Pada, là đường hầm của hiền giả. Hiền thiện thay là lời biện tài, tốt đẹp thay là câu hỏi. 4. Này hiền giả Pada, có phải như vậy là câu hỏi của hiền giả? Phi phạm hạnh, này hiền giả Ananda, được nói đến như vậy, thế nào, thưa hiền giả, là phi phạm hạnh chăng? Thưa vâng, hiền giả. 5. Này hiền giả, con đường tà đạo 8 ngành này là phi phạm hạnh, tức là tà tri kiến, tà định. Mục 19. Dường gà. 1 và 2. Nhân duyên ở Pataliputta. 3. Phạm hạnh, này hiền giả Ananda, được nói đến như vậy, này hiền giả, thế nào là phạm hạnh, thế nào là cứu cánh phạm hạnh? Lành thay, này hiền giả Pada. Hiền thiện thay, này hiền giả Pada, là đường hầm của hiền giả. Hiền thiện thay là lời biện tài, tốt đẹp thay là câu hỏi. 4. Này hiền giả Pada, có phải như vậy là câu hỏi của hiền giả? Phạm hạnh, này hiền giả Ananda, như vậy được nói đến, này hiền giả, thế nào là phạm hạnh, thế nào là cứu cánh phạm hạnh chăng? Thưa phải, hiền giả. 5. Này hiền giả, con đường thánh đạo 8 ngành này là phạm hạnh, tức là chánh tri kiến, chánh định. Này hiền giả, đoạn tận tham, đoạn tận sân, đoạn tận si là cứu cánh phạm hạnh này. Mục 20. Dường gà. 1 và 2. Nhân duyên tại Pataliputta. 3. Phạm hạnh, thưa hiền giả, như vậy được nói đến. Thưa hiền giả, thế nào là phạm hạnh? Thế nào là người hành phạm hạnh? Thế nào là cứu cánh phạm hạnh? 4. Lành thay, hiền giả Pada. Hiền thiện thay, này hiền giả Pada, là đường hầm của hiền giả. Hiền thiện thay là lời biện tài, tốt đẹp thay là câu hỏi. 5. Này hiền giả Pada, có phải như vậy là câu hỏi của hiền giả? Phạm hạnh, này hiền giả Ananda, như vậy được nói đến. Này hiền giả, thế nào là phạm hạnh? Thế nào là người hành phạm hạnh? Thế nào là cứu cánh phạm hạnh chăng? Thưa phải, hiền giả. 6. Này hiền giả, con đường thánh đạo 8 ngành này là phạm hạnh, tức là chánh tri kiến, chánh định. Này hiền giả,
ai đầy đủ thánh đạo tám ngành này, người ấy được gọi là người hành phạm hạnh. Này hiền giả, đoạn tận tham, đoạn tận sân, đoạn tận si, đây là cứu cánh phạm hạnh.